nhớ nhớ chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu thầy nhá. Bây giờ các bạn hãy mở mắt ra và xem trên bàn là cái gì. Mở mắt ra trên bàn các bạn là cái gì đấy? Sương rồng. Cái ăn thịt. Ăn ngoái con rồi á. Không phải, con chưa ăn tay trẻ con. Các bạn thì đây là con vật hay là cây? Cây con vật. Cây con vật các bạn. Thế con có tin là cái cây này nó có thể cắn được mình không? Tin là có. Không. Không tin đúng không? Thế bây giờ thử nhá. Thử đút tay vào xem nó cắn được nhá. Đi. Bây giờ ai mà dám đút tay vào cho nó cắn thì thầy tặng các bạn một kẹo. Hai kẹo. Không. Kẹo cực kỳ ngon, kẹo Hàn Quốc. Con lo cái thừng, con thừng lo kẹo. Thử xem, mình phải thử xem nó có cắn được. Thầy thử trước đi. Lớn làm trước đi. Này nhá, thầy dặn nhá, là nếu mà thầy có bị ngất ra đây ấy, phải rút tay ra khỏi, không nó ăn mất tay thầy. Nhớ chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu thầy nhá. Thôi xong ngón tay rồi. Nhẹ lắm. Hai kẹo đang chờ con. 1, 2, 3, đút vào. Nó có gì đâu. Nó cắn đâu. Đút tay vào. Không có gì hết. Để cậu nó không có gì đâu, nó không đau đâu. Đầu thì rung rung, rồi lúc sau thì nó mới bình tĩnh lại. Xong rồi có rút cái tay ra thì thấy bình thường. Cái này là con vật không? Nó là cái cây. Con cũng đồng ý đây là cái cây. Cây xương là cây nhút nhát. Chắc chắn cây này là cây quay vỗ luôn á. Thực ra thì đây là một loài cây và nó có xuất xứ từ Mỹ chứ không phải là cây ở Việt Nam. Nó có tên là Venus flytrap hay là mọi người ở Việt Nam thì hay gọi là cây bắt ruồi. Theo các bạn thì cây này sẽ ăn con gì? Dạ thưa thầy, là những con vật nhỏ, con ruồi, con mũi, con kiến. Nó ăn con người chứ còn gì nữa chứ. Nó ăn nuốt đủ cái đầu à. Thức ăn yêu thích của loài cây này thì sẽ là ruồi, mũi, kiến hay là những con côn trùng nhỏ. Thế nó có ăn được người không? Dạ không, cái tay mình rất là bự cho nên nó không thể nào mà nuốt mà cái miệng nó nhỏ xíu mà. À, thế theo con lúc mà nó lớn lên thì nó to bằng cần nào? Chắc cả nữa. Thực ra thì đây đã là những cây bắt ruồi trưởng thành rồi. Do là chúng nó chỉ ăn ruồi, mũi và những con côn trùng nhỏ cho nên là nó sẽ không phát triển to hơn. Thường thì mỗi một cái mồm nó sẽ chỉ dài khoảng 2 đến 3cm mà thôi. Các bạn có thích mang cái này về nhà chúng không? Tại sao? Đẹp à? Nó đẹp chứ lại nó được ở con ruồi mình không có đặt được. Nó may bụng được ăn rồi lấy mình đỡ chơi bên nó tội rồi. Mình vừa mới trở về từ lớp học và ban nãy thì các bạn đã được xem các bạn học sinh cho tay vào để cho cây ăn thịt này cắn thử. Thế thì trong cái lúc mà mình với các bạn học sinh gọi là sờ thử, nghịch thử cái cây này ấy, thì mình có một câu hỏi là tại sao một cái cây mà lại có thể biết được rằng là khi nào một cái con vật nó chui vào trong cái mồm của nó thì nó có thể khép mồm lại. Bởi vì là nó khác với lại cây sấu hổ. Cây sấu hổ ấy thì các bạn chỉ cần chạm vào nhẹ thôi là nó bắt đầu kẹp lá lại rồi. Còn cái cây này thì nó rất là hay là khi mà chúng ta sờ vào những cái bộ phận xung quanh cây này hay là sờ vào những cái hàm răng sắc nhọn này thì cây không hề đóng miệng lại. Nhưng mà chỉ khi có một cái con vật gì đấy hay là chúng ta đút tay vào bên trong miệng của nó thì nó mới cắn ra thôi. Thế thì mình đã tìm ra được cái bí mật của loài cây này. Khi mà các bạn nhìn kỹ vào bên trong cái bộ răng, bộ hàm của cái loài cây bắt ruồi này thì các bạn sẽ thấy nó có những cái sợi lông nhỏ. Và chính những cái sợi lông này, khi mà chúng ta sờ vào những cái sợi lông này, cái cây này nó sẽ biết là đã có một cái gì đấy chạm vào và nó sẽ đóng cái miệng lại. Đây, mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhá. Đây, trong này sẽ có những cái lông nhỏ nhỏ. Nó giống cái gai nhưng mà nó rất là mềm. Thì khi mà chúng ta
sờ vào miệng bên ngoài này thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà khi mà chúng ta đút tay vào bên trong này có một cái gai, đút bên trong thì có những cái gai đấy là nó sẽ đóng miệng lại. Đến đây thì mình thực sự là rất là phục cái loài cây bắt ruồi này. Tại sao một cái cây thôi mà nó lại có thể thông minh đến mức như thế? Lý do vì sao mà cái cây này nó lại có thể biến từ một cái cây bình thường hút chất dinh dưỡng từ đất và quang hợp để có thể lấy chất dinh dưỡng thành một cái cây ăn thịt? Thì lý do là bởi vì cái loài cây này ấy, thì nó sống ở một cái điều kiện mà nó rất là thiếu chất dinh dưỡng. Cho nên là sau hàng triệu năm tiến hóa thì nó đã phải thích nghi bằng việc là biến cái lá của nó thành một cái hàm răng để có thể bắt được những con côn trùng như chúng ta thấy ở đây. Và như vậy là cây này sẽ có thêm chất dinh dưỡng và nó sẽ có thể sống tốt ở trong những cái điều kiện mà nó rất là thiếu chất dinh dưỡng. Đó, như các bạn đã thấy thì trong cái thế giới thực vật hay là trong thế giới xung quanh chúng ta thì có rất là nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa tìm hiểu. Liệu rằng những loài cây này nó có thực sự là vô tri vô giác như chúng ta tưởng tượng hay không? Hay là những cây này nó có trí tuệ và nó đang nhe răng ra cười vào mặt mình? Nào, mày ở đây, cắn chết mày bây giờ. Hoàn toàn có thể là đây là một cái loài mà nó còn phát triển hơn cả loài người. Biết đâu là những cái cây này, những cái con vật mà chúng ta khinh thường trong đời sống hàng ngày nó lại còn thông minh hơn cả con người chúng ta thì sao? Ui, nghĩ là thấy sợ quá. Có rất là nhiều thứ mà chúng ta chưa tìm hiểu, chúng ta chưa thể biết được. Cho nên là Tài Mê Tò Mò sẽ quyết định là quay trở lại và cùng các bạn tìm hiểu những cái kiến thức và những cái bí ẩn xung quanh đời sống của chúng ta. Thế thì tiện đây trong cái video mà quay trở lại này thì mình cũng muốn nói lời xin lỗi tất cả các bạn. Bởi vì là cái thời gian vừa qua thì mình đã quá bận và không thể làm video ở trên kênh Tài Mê Tò Mò được. Nhưng mà từ bây giờ trở đi thì mọi chuyện sẽ khác. Mình sẽ cố gắng một tuần sẽ có một cái video ở trên kênh Tài Mê Tò Mò cho các bạn. Và mình cũng hy vọng là các bạn, những người đang xem video này và cả những bạn mà rất là thích Tài Mê Tò Mò tìm hiểu những bí ẩn trong cuộc sống thì có thể giúp mình comment những cái gợi ý của các bạn về việc là chúng ta nên làm video về cái gì, chúng ta nên tìm hiểu cái gì, chúng ta nên Tài Mê Tò Mò cái gì đây. Ok, nếu như các bạn có bất cứ những cái suggestion hay là một cái gợi ý nào thì có thể comment để chúng ta có thể có những video hay. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của Tài Mê Tò Mò.